Xin chào cả nhà. Buổi chiều lại tiếp tục em lại truyền tải đến quý vị khán giả tất cả những cái thực tế. Bây giờ là thầy Minh Tuệ cùng tất cả các sư thầy đang ở trong một cái nghĩa trang chưa có đi được. Thì đây là tất cả các cô các chú, các anh các chị. Có một cái cô kia là bên Mỹ về đó mà chưa đợi cô gặp thầy mà chưa có gặp được, cô cũng ráng chờ. Đây thầy đang ở trong đó. Thầy ngắn, thầy đang ngồi trong đó. Cô đi từ từ thôi. Cô cứ đi vô đi cô. Cô cứ đi vô đi. Cô ở trong Mỹ, bên Mỹ đi về đó. Cô đi về, đi ở bên Mỹ về gặp thầy. Mà ở đây nhiều khi nhiều người đòi thầy quá. Đâm ra. Cô cứ vô đi. Cô cứ vô đi. Cô ấy đi ở bên Mỹ về đó. Tội nghiệp cô. Cô ơi, cô Tâm. Đi tới đi. Cô cứ vào đi. Thì chính là tôi đi. Cô cứ vào đi. Chừng nào người ta không cho tính. Cô cứ vào đi. Cô cứ nói đi, cô kêu cô ở bên nước ngoài về. Cho cô vô chưa được 2 phút cô ra liền. Cô đâu có ăn vạ trong đó đâu mà. Mình ở đây không sao nhưng mà cô ấy... Thì nói rồi. Đúng rồi. Rất là xa, cách xa khoảng 500 mét. Cô cũng hiền ghê. Cô nói cho cô vô mà cô không vô thôi. Cho thì vô, cũng cho thì thôi. Chứ nếu người khác là mất công cừ đó. Nhưng mà cô không có như thế. Người khác là cừ đó. Đó, cô đứng từ xa, cô lầy đó. Mặc dù đi bay từ Mỹ về đó. Nhưng mà rất là điềm đạm. Thôi, kể như vậy cũng là cái ơn rồi đó. Cô ạ. Như vậy không cần phải nhất thiết phải cãi nhau hoặc cự nhau đâu. Đúng không em? Như vậy khả năng là có lẽ đẹp hơn. Đúng rồi. Như vậy đứng từ xa là được rồi. Không, đứng cơ chỗ cô kia là được rồi. Đó, cô đứng từ xa, cô lại luôn. Đúng rồi. Chị ơi, chị quay ơi. Né chút. Nguyên cái phản luôn, không thấy gì luôn. Xa lắm, đứng ngoài đây xa lắm. Xa mà bảy di phòng lọc báo bẻ.
bưa nó chứ, trời ơi. Bên đây là mấy chú dân phòng. Anh trai ơi, anh trai, anh trai cho em, cho em nói nè, phải cái khao này mờ lắm, xa lắm, xa lắm mới thấy nhiều lắm. Quản trị người ta sao không? Nhiều, họ lại vô huyện là không có cơ hội để vô. Ừ, phải sao mưa nữa. Mưa. Ừ, tôi đi ướt mẹp hết trơn luôn nè. Đó. Ừ, mưa có gần lại được đâu, mùa mưa. Hôm nay thầy ở đây nè. Nhìn nữa nha. Có gì nữa. Có gì cố đấy. Có gì đâu. Nãy giờ em thấy cái gì? Nhìn là thấy cũng biết rồi. Nhìn là được rồi. Thì cũng biết là lại đấy. Cũng biết. Nhưng mà thầy không có nhìn đâu nha. Đi ra ngoài đường mà mình nhìn thầy, thầy không có nhìn mình đâu. Không có gì đâu. Không có nhìn. Không có được. Trả lời thôi chứ không nhìn. Chị nè, thấy giá đến có lô là nó chưa thấy đang còn nghỉ. Có nghĩa là nghe nhưng mà không có nhìn. Ngoài đi hòn nghiêm nha quẩy thì còn có màu sao ngoài cả hòn cho vú. Trời ơi, mưa nó kìa cả nhà ơi. Mưa này chứ mưa này. Trời ơi. Cái máy có rất trơn. Ra ngoài đường thôi, tôi lát tiếp rồi bye. Trời ơi, lại mưa nữa rồi, khổ ghê rồi. Trời ơi, thôi đi về luôn. Đi về. Mưa mà vẫn cứ quay này cả nhà. Nghĩa Trang nha. Bà con trong đây không có nước, anh cho anh hỏi coi cô ở chỗ nào. Cháu ở trong Sài Gòn. Đi theo thay luôn. Đi theo. Đi xe. Đi bộ. Chứ làm sao? Đi bộ thôi chứ đâu có đi xe. Có mình mà. À. Dạ. Sao ngồi lại chú? Bây giờ chiều nay là gấp gáp ra gấp chiều nhưng mà ngủ quản chị. Chị nó vô quán, vui vô quán. À, sao chị rất là hiền nhá. Chị hiền ghê á. Thế là như vậy thôi chị. Chị cần như vậy thôi chị. Tối vắng. Tối á. Tối lại gặp tiếp. Gặp cô nói chuyện được. Dạ. Để tối đi luôn. Mình chờ 7-8 giờ mình vô. Hôm qua cũng chờ mà chờ hết người về cũng không. Tối qua, tối nay đi, tối nay đi. Tối nay là tối nay tiếp tục. Gặp bằng được thì tôi. Thì kêu tối. Tối nay thầy đi tới đâu? Huế. Huế. Tối là cô phải gặp cán bộ và gặp hộ pháp, người ta dẫn vô. Đúng rồi. Mình trang vô cũng không cho vô đâu. Nói cô ở bên Mỹ cô về. Tại vì hồi nãy anh hộ pháp nói để tối anh dắt vô. Có chắc vô đó, nhưng trời giờ người dân họ vô nhiều quá. Vô nhiều quá. Vô nhiều quá thôi. Ôi da bỏ giò. Lại mưa rồi cả nhà ơi. Này phải bỏ dù ra rồi. Chờ em lấy cái dù em bỏ. Em bỏ ra nha cả nhà.